Chỉ với 30 cành đi ăn vặt cùng tôi nha. Hello mọi người, hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi ăn món gà viên rán. Món này cũng không có ở đâu xa hết trơn. Vô tình đi vô quán Starbucks uống trà sữa, thấy cái menu đồ ăn quá là hấp dẫn nên không thể nào kiềm lòng được. Nhắc đến Starbucks thì học sinh sinh viên ở Vũng Tàu ai cũng biết rồi đúng không? Trà sữa kem cheese thì quá nổi tiếng. Vậy còn đồ ăn thì hôm nay phải cùng mình thử nha. Hôm nay bọn mình có gọi 3 phần gà viên. Đó là gà viên sốt cay, sốt kem và sốt trứng muối. Gà viên sốt ở đây thì đồng giá là 30 cành một phần. Khi nào mình gọi thì nhân viên mới bắt đầu rán gà. Nên gà được mang ra thì cực kỳ nóng hổi. Trong ba loại sốt này thì mình vẫn thích ăn sốt kem nhất. Sốt kem này thì béo béo, ngọt ngọt và khá là đặc. Còn cái viên gà rán bên ngoài thì được áo bột chiên lên vàng giòn. Còn bên trong phần thịt gà ẩm và mềm. Quán cho khá là nhiều sốt, chấm đẫm sốt, ăn đã lắm luôn. Sốt trứng muối thì thơm, béo và không bị tanh. Còn sốt cay thì không quá cay nồng. Ai không ăn được cay thì vẫn ăn được nha. Ngoài ra thì ở đây còn có hamburger, cơm gà viên. Cái tôi ăn là hamburger bò trứng. Một cái siêu to như vậy chỉ có 36 cành thôi à. Ngoài ra mình cũng vừa thử món nước mới của quán là trà nhiệt đới. Món nước này thì ngọt thanh, có trái cây tươi và giải nhiệt rất là tốt. Nhưng mà mình vẫn đam mê với kem cheese của quán. Nên bạn nào mà mê sữa béo béo thì có thể thử ô long sữa kem cheese nha. Mọi người lưu ý là đồ ăn chỉ có ở chi nhánh Hành Mặc Tử. Còn chi nhánh dưới chân Cáp Treo thì chỉ bán trà sữa thôi nha.